Chào các bạn, chào lại các bạn đi tử vi. Sáng hôm nay là một bạn nữ có tên là Hà. Thì bạn Hà hiện bây giờ đang sống tại Melbourne, có nghĩa là cái nước Canada các bạn. Thì Hà có gửi vài cái tấm hình ở cái nơi mình sinh sống để gửi tặng cái kênh. Thì khi chị nhìn thấy cái tấm hình của Hà thì chị thấy wow, ở cái nơi Hà ở nó có một cái không khí rất là trong lành, đúng không các bạn? Thấy cái hình nó màu xanh da trời, có nước, có những cái thảm cỏ xanh, có bầu trời mây bay. Thì các bạn để ý những cái người nào mà họ yêu thiên nhiên, họ chụp những cái tấm hình và phong cảnh như thế này nè, hoặc là yêu nước, yêu những cái tự nhiên như vậy, thì thường là những cái người họ có cái tâm hồn rất là bao la. Thì khi mà chị thấy cái tấm hình mà em Hà gửi thì tự nhiên chị liên tưởng đến cái bài hát của cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh. Ông có viết một cái bài có cái tên là Tà Áo Xanh. Tà Áo Xanh thì cái bài đó nó có cái câu là gió bay từ muôn phía tới đây ngập hồn anh, rồi tình lên chơi vơi thuyền anh một lá ra khơi. Về em phong kín như mây trời, đêm đêm ngồi chờ sáng mơ ai. Cái bài đó hay lắm. Em Hà thử mở cái bài Tà Áo Xanh của Đoàn Chuẩn và Từ Linh nghe thử ha. Rồi, cảm ơn những tấm hình rất là đẹp của em. Bây giờ mình trở lại với cái câu hỏi tử vi của em Hà. Thì trong email chị có tóm lại là ba cái câu hỏi chính của em, là em hỏi ngay cái cung mệnh của mình có con sao Hóa Lộc mà nó gặp triệt, rồi Lộc Tồn nằm tại cung Quan thì nó lại gặp Tồn. Thì không biết như vậy hai con lộc mà nó bị gặp Tồn triệt thì mình có khả năng kiếm tiền hay không? Vì hiện bây giờ em Hà đang bị áp lực về vấn đề kinh tế, vì rất là mong muốn có tiền để giúp đỡ cho gia đình. Cái câu hỏi số 2 là em hỏi về cái cung di của mình. Cung di của mình có Thái Dương đi cùng với Hóa Kỵ đóng tại cung Hợi. Thì hiểu như là mặt trời mà đang nằm ở dưới cái biển sâu như vậy mà còn có Hóa Kỵ nữa, không có tam minh, không có một cái sao gì để nó cứu, phải coi như là mình xấu gấp 3 lần mà nó lại chiếu mệnh nữa, thì mình hiểu làm sao? Và cái câu hỏi cuối thì em Hà có kể là có nghe một lần anh Phi nói là những cái người mà thân cư phu thê thì sau khi kết hôn rồi bắt đầu mình chuyển sang thân, cái này có phải không? Vậy thì em Hà là người thân cư phu mà cái cung phu của mình lại có Thái Âm, Hãm, có Khoa này, nhưng mà lại có Riwi. Mà nghe đâu người ta bảo là cái cách này là cách ông ăn chả bà ăn nem. Thì nghe thì sợ rồi, em Hà nói là không biết là bây giờ nếu mà không kết hôn á thì mình có vẫn bị ảnh hưởng sang cái cung phu hay không? Thì đây là câu hỏi rất là hay. Rồi, bây giờ mình vào cái phần trả lời tử vi cho những cái câu hỏi thắc mắc của em Hà. Thì nhìn sơ qua cái lá số của em Hà thì mình thấy đây là người mệnh Cự Môn đóng tại cung Tỵ, có triệt trong tam hợp của cái vòng Thái Tuế, có Hóa Lộc nhé. Người tuổi Tân Tỵ mệnh Kim, thân cư phu, có Thái Âm cư Mão, có Hóa Khoa, có Riwi trong tam hợp Tan Tuế Điếu. Thì có nghĩa là mình là thân á, cái thân của mình là về điếu khách, thì cái con thiên mã tại đây nè là mình phải sanh cho nó. Cái cung mệnh của em là cái người Cự Môn, nó đang hãm tại cung Tỵ, nó rất là cần có sao triệt. Thì Hóa Lộc ngay tại đây nó cũng không hề hứng gì, bởi vì hóa khí của Hóa Lộc nó đi cùng với con sao Cự Môn của người Can Tân. Các bạn nhớ nè, khi mà chúng ta thấy hóa, ví dụ như Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc mà nó gặp tuần triệt thì các bạn nhớ cái hóa khí của nó thôi, nó vẫn ảnh hưởng đến con sao Chính Tinh rồi, cho nên cho dù nó gặp tuần triệt nó cũng không sao hết. Cái kế nữa là con sao Lộc Tồn. Lộc Tồn của người tuổi Tân Tỵ là Lộc Tồn chính danh. Thì khi mà Lộc Tồn chính danh thì bất chấp tuần triệt, chấp cả không kiếp luôn. Ở đây em lại là cái người mệnh Kim. Cái người mệnh Kim mà có Tồn tại cung Quan thì cuộc đời của mình sau này trong vấn đề công việc, công danh của mình cũng tạo được một chút tiếng tăm ở đó. Cái con sao Thiên Đồng đóng tại cung Dậu của các bạn, thì lúc nào ở cung Dậu mà có Thiên Đồng thì cung Mão nó cũng sẽ là con sao Thái Âm. Thì trong cái cách này nè, Thiên Đồng cư Dậu thì mình phải xem coi họ có Lộc Tồn hay không và có Riwi ở hai cung Mão Dậu hay không. Tại vì lúc này Riwi ở Mão Dậu là Riwi đắc địa, thì mình không thể nào mình nói người ta cái người này là cái người mà có cái tính đạo hoa lả lơi hay là có cái tính mà phong hoa tuyết nguyệt được, không phải. Em Hà sẽ là cái người rất có duyên với tâm linh mới đúng. Sanh ra trên cái cuộc đời này, ông trời ông đã nói trước Hà là một cái người có một cái trách nhiệm, có một cái công việc gì đó ở cái kiếp này mà mình phải thực hiện. Trực giác rất là tốt nha, em hãy nên tin vào cái trực giác của mình. Hà là người có cái óc tổ chức, lập kế hoạch rất là hay. Nhưng mà đừng bỏ qua những cái chi tiết nhỏ nha. Cái đó là cái khuyết điểm của mình đó, tại vì cái cung di của mình có xương khúc mà ngộ hóa kỵ. Thì mình hiểu một điều này nè, Hà là người giỏi lập kế hoạch, phụ nữ nhưng mà trực giác rất là tốt. Thì khi mình lập một kế hoạch gì đi đến thành công á, thì mình đừng quên những cái chi tiết nhỏ. Tại vì kế hoạch mình lên rồi, mình làm đúng rồi, nhưng mà nếu mà những cái chi tiết nhỏ đó mình không đủ hoặc là mình sơ sót, thì chính những cái chi tiết nhỏ đó nó lại làm cho cái kế hoạch của mình nó bị trì hoãn, nó bị trắc trở. Đó. Thì khi hiểu tử vi là mình phải xét thêm những cái đó. Thì sau này nếu lên những kế hoạch thì nhớ chị Rosie dặn là đừng quên những chi tiết nhỏ để mình thành công hơn. Rồi, cái kế nữa là nói về cái con sao Hóa Lộc đóng tại cung mệnh. Thì thường chúng ta hay bị lộn đó là khi chúng ta nghe con sao Hóa Lộc mà đóng tại cung mệnh đó, thì thường hay nghĩ là người này giàu, người này có vấn đề tài chánh giỏi. Nhưng mà Hóa Lộc đóng tại cung mệnh chẳng phải chủ về vấn đề tài chánh đâu, mà mình cần phải xem xét coi cái tính chất của các sao ở cung để định cái tính chất của nó là gì. Không dứt khoát Hóa Lộc đóng tại mệnh là tiền đâu nha các bạn. Nhưng trái lại nếu chúng ta thấy Hóa Lộc mà đóng tại cung điền thì cái này rõ ràng là vấn đề tài chánh nhiều hơn nè. Đó. Vậy thì khi Hóa Lộc đóng tại cung mệnh, mình có thể hiểu cái tính chất của Hóa Lộc đóng tại cung mệnh, có nghĩa là một cái người rất là đa cầu. Đa là nhiều, cầu là những cái sự mong muốn. Chủ về cái người có nhiều cái tham vọng, hiểu như vậy cũng được. Nhiều khi cái người Hóa Lộc đóng tại cung mệnh họ là cái người xử sự bằng cảm tình nó nhiều hơn. Họ là một người có rất là nhiều mộng tưởng. Mộng tưởng đâu phải lúc nào cũng thành hiện thực đâu các bạn. Mộng tưởng ở đây có nhiều khi nó đổ vỡ, nhưng mà có cái hay ở chỗ là khi mộng tưởng nào vừa mới vỡ không thì bắt đầu người này lại có mộng tưởng mới ra đời liền. Đó, tại vì Hóa Lộc nó là cái sự đa cầu, nó là cái sự nảy mầm, nó là cái sự mong muốn, nó là cái sự nhiều. Đó, mình hiểu như vậy để mình hiểu. Thì khi Hóa Lộc mà đóng tại cung mệnh, nó cũng nói trước Hà là cái người rất là ham học hỏi. Người Hóa Lộc đóng tại cung mệnh thích hiểu biết. Những cô nàng, những anh chàng mà có Hóa Lộc đóng tại cung mệnh thì từ bé cái vấn đề cảm xúc và tình yêu của mình nó đã tới rất là nhanh. Thì khi mà nó tới nhanh như vậy thì cuộc đời của mình nói trước từ hồi nhỏ, cái vấn đề tình cảm thường hay có cái vấn đề tình yêu đơn phương. Vì mình nhạy cảm hơn những người cùng trang lứa, mình trải cái tâm hồn mình nó mau hơn những người khác, thì mình là cái người mà dễ bị tiếng sét ái tình nó đánh tới trước mình. Nhưng mà cái đó là hồi bé thôi nha, lớn lên mà hiểu được cái tâm lý này thì những người Hóa Lộc rất là giỏi về cái vấn đề gọi là đắc nhân tâm. Đó. Cái kế nữa là những cái người mà có Hóa Lộc á, thì do cái tính của mình là cái người có cái góc nhìn sự vật từ cái góc độ tình cảm. Vì vậy cho nên những cái người mà họ nhạy cảm nè, họ hay nhìn sự vật bằng cảm tính, bằng tình cảm thì mình dễ bị tổn thương. Mà là mình là cái người mà thích nói nhẹ nhàng, thích ai đến với mình cũng phải nói cái gì nó ngọt với mình. Thì Hà là cái người ưa ngọt chứ không có ưa nặng. Đó. Muốn cái gì ở Hà thì cứ nói từ từ, nói bằng tình cảm thì Hà sẽ làm. Chứ còn mà đến mà sừng sừng sổ sổ mà ép buộc rồi Hóa Lộc không chịu đâu nha. Thì ở đây á, mình cũng thấy em nằm trong cái tam hợp Tỵ Dậu Sửu, là cái tam hợp mà thường hay khắc với cái tam hợp phụ mẫu. Tuy nhiên bởi vì mệnh của mình có Hóa Lộc, cho nên trong vấn đề tình cảm trong nhà giữa mình, anh em, cha mẹ phần nhiều đều là những người mình có cái tình cảm tốt với những người trong nhà. Vì mình là cái cầu nối giữa phụ mẫu và anh em mà. Cái số mình là cái số đi du học là đúng cái số của em. Và sau này có khả năng là mình sẽ không quay lại cái đất nước của mình nữa, mà ở nước ngoài luôn lại là càng tốt. Cái khúc đầu mà cuộc đời của mình đã phải đi ra bên ngoài, thì ở đây mình thấy cái viễn cảnh của em nó không có được lý tưởng. Là khi bước ra khỏi cái nước Việt Nam để đến một cái vùng đất mới, những cái người mà cung thiên di giống của em Hạ, thì mình hay có cái cảm giác bị áp chế. Mình cảm giác nó không được vui, mình hay cảm thấy những cái thị phi rắc rối, mình hay có cái tâm lý bị bối rối trong lòng. Những cái tâm lý khó xử. Nhưng sau này nha, vì một cái lý do gì đó mà em sẽ không quay lại cái nơi mình sinh ra đâu. bởi vì trong cái lá số của em nó cũng báo trước mình là cái người sẽ sống xa xứ thì tốt hơn. Cái hàm ý của cái con sao hóa quyền mà đồng cung với hóa kỵ đóng cung thiên di á, là cái ý nghĩa hai cái sự giao chiến với nhau. Chị nói ví dụ như đây để em dễ hiểu. Một bên là sắc bén, một bên là có cái tính chủ quan. Thì hai cái này nó không bao giờ nó chịu thua nhau. Cho nên cung nào mà có quyền kỵ đồng cung á, ví dụ như là cung mệnh đi, mình hay bị người ta nói về cái cách hành xử của mình. Những người mà cung mệnh mà có quyền kỵ thì thường hay bị người khác hiểu lầm mình là cái người có cách xử sự nó không có tốt. Vậy nếu như nó nằm cung duy giống của em Hà thì sao? À thì cung duy nó lại ngược lại nha. Thì lúc này kỵ với quyền nó gây cái lực xung kích vào cái cung mệnh của mình. Nó sẽ làm cho em có một cái tác dụng là em sẽ thu vào. Thu vào có nghĩa là mình sẽ không có chịu kết nối, mình có cảm giác gì nó hơi cô đơn ở trong lòng mà nó khó diễn tả. Nó gây cho mình một cái lực xung kích nữa. Thứ hai là ảnh hưởng đến vấn đề cơ thể, ví dụ như mình dễ bị bệnh hơn. Cuộc đời của những cái người mà cái cung di có những cái sao giống của em Hà thì chủ về đời mình nó có nhiều những cái biến động. Trong đời sẽ xảy ra những cái sự cố bất ngờ, những cái sự cố mà mình không có liệu trước được. Lúc đi ra ngoài á, mình ít được cái sự trợ giúp. Mình cũng không thuận lợi, cũng không có tọa ý đâu. Nhưng mà nó có một cái hay ở trong cung di của em là đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Mỗi chuyến đi, mỗi cái trải nghiệm mình tự học, mình tự giỏi lên. Mình học từ những cái chuyến đi ở bên ngoài. Số của em chị nói từ lúc đầu, Hà là người có cái trực giác rất là hay. Tại cái cung quan của Hà đây cũng thấy rất nhiều những cái điểm mình cần phải lưu ý. Cung quan mà đóng tại cung dậu thì người can tân, hóa lộc đi cùng với cự môn, văn khúc đi cùng với hóa khoa. Thì nó làm tăng cái năng lực biện luận cho cái người này. Cái ngôn từ của mình dễ làm vui lòng người khác. Tuy nhiên trong cái tam hợp phúc di thê thì Thái Dương đây nó lại gặp con sao hóa kỵ. Cho nên cho dù mình biết nói như vậy là đúng là hay, nhưng mình cũng nên giấu bớt cái tài năng đi. Mình hãy chọn cái sách lược thủ thành. Đừng có lộ cái sự sắc sảo quá, dễ bị gặp trắc trở và thị phi. Lúc mà chưa gặp cái thiên thời của mình, cái thời cơ nó chưa có tới, thì Hà hãy tự ngầm tu dưỡng, tự bồi dưỡng cái trình độ để lúc mà cơ hội nó tới thì em bắt đầu được thăng chức, là được chuyển nghề, là vì mình đã có sẵn những cái tu dưỡng đó rồi. Thì cái đó chính là cái tính chất mà cự môn đi cùng với hóa lộc, nhưng mà Thái Dương hãm lại gặp hóa kỵ đó các bạn. Về cái vấn đề sức khỏe thì mình nên đề phòng đầu tiên là cái bệnh tật ở mắt nè. Cái đầu của mình hay có vẻ giống như là bị choáng, bị hoa mắt. Cái khoang miệng nữa nha. Lúc về già thì đề phòng cái bệnh phủ tạng, huyết áp cao, tắc nghẽn mạch máu. Thì ở đây có lời khuyên cho cái lá số của em là em hãy đừng có ngồi nhiều quá. Khi mình làm việc mình nên đứng lên 30 phút đi một vòng hoạt động. Hoặc là lấy một cái tờ giấy viết là chị Rosie dặn 30 phút đứng lên, 30 phút đứng lên. Thì như vậy đã tập thành cái thói quen không ngồi nhiều. Một cái nữa là cái người mà cái con sao thiên đồng đứng tại cung quan nó cũng chủ về cái tay trắng lập nghiệp đó các bạn. Thì trước 30 tuổi cái số mình là cái số ít có cái duyên ở gần cha mẹ. Trước 30 tuổi cuộc đời nhiều chìm nổi, sau 30 bắt đầu mới phát tốt. Ngoài cái vấn đề mà tay trắng lọc lên sự nghiệp ở cái cung quan thì mệnh mà có hóa lộc mà đi cùng với lộc tồn nó cũng có ý vị là mình sáng lập được cái sự nghiệp của mình. Sau trung niên mới có thể đứng vững. Lộc chính là con sao lộc tồn mà mình là người thân phúc di thê thì lúc này con thiên mã nó cũng nằm trong cái tam hợp phúc di thê của mình, vẫn là cái cách chủ về rời xa quê hương phát triển thì mới đúng. Em cũng là cái mẫu người thiên hướng nghệ thuật nha. Nhưng mà tại ngay cái cung phúc này nè, có Thái Dương đi cùng với thiên hình thì mình giỏi về những nghề ví dụ như là kỹ sư điện tử nè, IT nè, rất là tốt. Nó giải luôn cả con thiên hình và con linh tinh tại đây, nó có chỗ cho những cái bộ sao này nó ứng thì rất là good. Có một cái nữa là sau này, tại vì em là người mệnh thân nó trái ngược nhau thì sau này có một cái nghề nữa em cũng có thể làm được. Đó là làm những cái việc mà về cái công tác kỹ thuật trong cái sự nghiệp văn hóa, văn nghệ đó. Thì tại vì cung mệnh của mình nó đã có phượng cát giải thần mà cung an thân. trong cái tam hợp thân thì có xương khúc thiên đồng đóng cung quan. Thì nếu mình theo đuổi những cái việc ví dụ như là sự nghiệp văn hóa nghệ thuật, nó có cái thiên hướng gì đó hơi về vấn đề tâm linh đó, thì rất là tốt với em. Tại vì thiên đồng nó có riêu y, nó có khoa nhạc, ví dụ như nhạc thiền hay những cái nhạc mà về vấn đề mà giúp con người ta có trí tuệ hơn, để mà người ta bình tĩnh hơn, người ta hướng đến cuộc sống nó tích cực hơn, thì rất là tốt với em. Đó là những cái gì mà hướng về cái tâm hồn mình nó đẹp á. Thì nếu mà sau này mà có làm về những cái ngành đó thì có bài nhạc nào hay á, thì gửi cho chị Rosie nghe chung ha. Rồi. Và cái câu hỏi cuối á, là em có lo lắng về cái cung phu của mình. Thì em nói là bây giờ không muốn lấy chồng. Bây giờ thì Hà nói vậy, không muốn lấy chồng. Vậy thì nếu mà không lập gia đình thì mình có bị ảnh hưởng bởi cung phu hay không? Bị hay không là vẫn bị như thường nha. Em là cái người là sẽ luôn luôn suy nghĩ đến cái vấn đề người phối ngẫu, tại mình là người thân cư phu. Muốn không muốn là sẽ nghĩ có chắc chắn. Không bao giờ mình muốn chồng mình chịu khổ đâu. Cái người nào mà lấy em Hà thì em là cái người rất là có tình ý. Mình là người có cái lòng bảo vệ cho cái người phối ngẫu nè. Mình là quý nhân của người phối ngẫu. Còn cái hoàn cảnh mà khi mà người phối ngẫu gặp mình á, thì cái hoàn cảnh sống của anh ta tốt hơn cái hoàn cảnh sống của mình. Cái người phối ngẫu của mình là một anh chàng có cái bề ngoài, có cái tướng mạo rất là có khí chất. Người phối ngẫu là người có cái tính tình hiền lành, có duyên với những người xung quanh. Ở đây cũng thấy là sau khi kết hôn thì em được người phối ngẫu giúp vốn cho làm ăn. Cái người phối ngẫu của mình cũng rất tốt với anh em ruột của mình. Thì ở đây nè, cái cung an thân của em cũng nói lên là mình luôn, là nói em luôn á. Thì sau khi kết hôn, cái vận đào hoa của em nó mạnh hơn. Thì cả hai vợ chồng đều là những cái người có duyên với người khác giới. Thì cái này nè, chị nói ví dụ ha. Có nhiều những cái mối quan hệ bạn bè. Chị đã nói em với cái người chồng tương lai của mình á. Thì khi mình có nhiều cái mối quan hệ với những người bạn bè, mình với chồng mình là cái người quá cái duyên ở ngoài đi. Thì khi giao du với bạn bè khác giới, mình dễ phát triển thành những cái vấn đề tình cảm, dễ có cái tình nhân ở bên ngoài. Thì cái ngoại tình hay không là nó xảy ra ở cái vấn đề là sau khi lập gia đình, mình với cái người chồng của mình giao du nó rộng quá và gặp nhiều những cái người khác giới, mà bản thân của mình lại cái duyên đào hoa sau khi lập gia đình nó lên nhiều hơn á, thì mình phải xem lại cái này, chắc là phải hạn chế bớt để giúp cho cái cuộc sống vợ chồng của mình nó vững bền hơn. Thì đó là cái cách mà mình coi tử vi để mình hiểu. Thì khi mà mình lập gia đình rồi thì cái số của em là nên lập gia đình ở phương xa và nên lập gia đình muộn. Cái người phối ngẫu có khả năng đây là một người khác quê quán của mình, là người ngoại quốc thì nó lại càng tốt hơn. Anh này làm về y tế nè, rất là tốt. Và đây là cái người lớn tuổi hơn mình ít nhất từ 6 đến 8 tuổi. Nói chung với những người phụ nữ, giống như chú Đức thường hay nói, cung quan mà ngộ triệt thì tình cảm khá là vất vả, tình cảm khó toại ý một lần. Phải có những cái chuyện gì đó trong cuộc sống hôn nhân nó hay làm cho mình bị buồn. Thì cái đó là khi mình hiểu được tử vi rồi thì mình biết cách hòa hợp, thì cái cuộc sống hôn nhân của mình sau này nó sẽ không tệ. Rồi, nói về cung hạn hành á, thì cái năm nay là năm cuối của em Hà ở trong cái hạn thiên không. Thì cái vận này là cái vận bất lợi cho cha mình, là cái vận xấu cho ba nhiều hơn. Nhưng mà cái năm kế là từ 22 cho đến 31 thì đi vào con sao thiên lương đóng tại cung mùi. Thì ở đây là 10 năm kế tiếp từ 22 tới 31 là dễ chuốc thị phi. Mình nên học cách hòa hợp với mọi người xung quanh, không nên lộ sắc sảo, không khoe tài, không nên cố ý biểu hiện bản thân thì mình mới phát triển được. Và cuối cùng là không nên dở thủ đoạn. Tại vì cái hạn từ 22 cho đến 31 mình dễ bị soi mói, mình hay bị khiêu khích lắm. Nhớ nha. Rồi, cái kế là cái vận 32 cho đến 41 thì có thất sát cặp tuần. Ở đây nè, học cách hòa thuận, học cách kết nối, suy nghĩ tích cực. Chị không đánh giá thấp ở cái vận này đâu. Tại vì em là người mệnh kim mà gặp tuần thì lấy nhu thắng cương. Chỉ có cái rắc rối ở đây là về vấn đề tình cảm thì thấy có rắc rối. Nhưng mà mình lại trong vấn đề mà sự nghiệp, mình dễ gặp được những cái người khác họ đề bạt cho mình, họ giới thiệu mình. Đó là cái cung điền 10 năm đó. Từ 42 cho đến 51 thì đây là cái vận thái tuế rồi, mình được đắc tài lẫn lộc, rất là tốt. Nhưng mà cái nhớ là si qua cái vận thái tuế rồi đi vào cái cung nô đó thì thôi đừng đắc ý nữa, không say sưa trên chiến thắng nữa, chuyện gì phải suy nghĩ cho thật chín chắn thì mình mới có thể duy trì cái thành tựu của mình đã đạt được. Đó là một vòng sơ lược tất cả những cái cung trong cái lá số của em. Cũng hy vọng là trả lời những cái câu hỏi em thắc mắc trong email của mình. Và chúc em thật nhiều may mắn và sức khỏe. Mình nắm được những cái điểm khuyết cũng như những cái điểm ưu của mình để mình phát huy cho cuộc đời của mình sau này nó hạnh phúc hơn. Rồi, chào em Hà. Chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái bài sắp tới.